Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình cùng với mẹ Hoàng này, Hằng này, Mạnh này, Nhập vào trong vườn cà phê này để làm ấu trùng con ve sầu các bạn ạ. Ấu trùng con ve sầu thì nó xuất hiện nhiều ở khu mình cách đây mấy năm rồi các bạn ơi. Giờ nó trở thành những món ăn rất ngon và nổi tiếng trên vùng đất Sơn La của mình luôn đấy các bạn. Này mọi người ở trong vườn cà phê này các bạn ơi. Được không? Được à? Đây đây, sấy tung hết đây này, khu dưới gần gốc cây này các bạn. Đi đây à? Đấy. Khi đào được ấy thì đấy à? Đây này. Khi đào được thì mình thả vào trong những bong nước thì kiểu này các bạn ạ. Thì phải cho nước vào. Khi mình đi rửa ấy thì đất nó mới không dính vào con ấu trùng đấy. Thì mình rửa rất là dễ luôn. Nó sẽ trắng đẹp luôn các bạn nhé. Con ấu trùng ve sầu này mình nghe người ta bảo là nó có bong đầy 20 năm dưới đồng đất các bạn ạ. Được mấy con rồi Mạnh ơi? Nhiều lắm rồi à? Đấy. Hàng đào được không? Thế là cứ vấy tung xung quanh gốc này như thế này thôi Hằng nhỉ? Thế à? Có không con? Đấy. À, Hằng này đấy giỏi phết nhá. Lấy que chọc vào nó tự bám vào à? Con kia chết rồi hả? À. Đấy, được hai con đấy à. Đây, nương cà phê của mình ở trên này ít quả mà mình thì nói chung cũng chưa tỉa cành được các bạn ạ. Đây này, đây con này sắp chuẩn bị đến đột xác rồi nhỉ. Đây, đây, đồ đây này. Đây, đây có con rồi đúng không? Đây, có con rồi. À, đấy con bé tí thôi. Đây này, con bé tí cái này. Đây có hai lỗ kia kìa. Đấy. Có cả một lỗ đây nữa này. Ừ. Đâu hộp đâu. Đấy. Đây này các bạn ơi. Đây này, đây có một con nữa này. Ở đây cũng có này. Hả? Ở đây cũng có mà. Đây có một con ở đây này các bạn ơi. Đấy. Thấy chưa? Đây này. Ôi, rơi vào đây rồi. Đây này. Không biết đấy có không? Không có nhỉ, cái này chắc ra mất rồi nhỉ. Chê vận chuyển nhỉ. Đấy, bên anh Mạnh nữa. Cứ vấy xung quanh gốc kiểu này thôi các bạn ơi. Đấy. Một con. Đây con to nhỉ. Xanh đè này này. Sắp bay rồi đây này. Đố kia không biết có. Có đấy, hình như động đậy rồi. Đấy, úi, cái con này cũng to nhỉ. To đi, xuống chưa. Cái này cũng có đấy. Đấy, đấy. Úi, to, xuống nhỉ. Úi, một con kìa. Hằng không thấy gì à? Trước mặt Hằng kia là cây vị sâu đục thân ăn mất rồi.
đổ rồi. Dính một con vọt nẹt ở đây rồi, đau quá. Đây này. Rồi, hai con to thế nha, sắp chuẩn bị đột xa cái nha. Anh này mệt rồi, mồm dài ra rồi nhờ. Đây. Gốc này hình như nhiều hơn sao nhờ. Tí nào vấy ra rồi phải về vấy lất ngược vào nhá. Đây vườn cà phê mình này trồng từ năm 97 ấy, quá già rồi. À, buổi chiều đến là bị con muối đốt nhờ. Rồi, bây giờ mệt quá là còn mình sẽ đi về thôi các bạn ơi. Đây, được từng đấy ạ. Đâu xem vào kiểm tra thành tích nào Mạnh ơi, được không? Nào. Đấy, được từng đấy các bạn ạ. Đấy, về nhà là mình sẽ rửa. Mới rửa. Cho vào nước như thế này rửa mới dễ. Đây này bạn ơi. Đây, cũng sẽ được một pho đấy nhỉ. Ừ, pho to đấy. Ừ. Đây. Bây giờ rửa này các bạn ơi. Cũng được nhiều đấy nhỉ. Đấy. Có con vị vớ mất nhỉ. Đây này bạn ơi. Cũng được nhiều phết đấy chứ. Đấy. Có con già xanh xanh kia đẹp nhỉ. Quá bùi ngon giòn đúng không? Quá ngon. Họ bán cơn 200 đấy con này. Bây giờ họ đi Lào nhiều đó. Mọi người đi Lào rất là nhiều mang về bán các bạn. Họ mua 200.000 một cân con này này. Nó trùng con ve sầu này. Họ bảo nhắm vía là quá tuyệt vời mà cái này ấy. Này tầm 5 lạng. Chào các bạn nhé. Đây này con ve sầu của mình cùng với Hằng nhập đi Đào hôm qua. Do về tối nên không được chế biến ăn các bạn ạ. Mình để trong tủ lạnh nên nó chết mất rồi. Nhưng mà vẫn còn đẹp lắm các bạn ơi. Đây này các bạn. Giờ mình sẽ làm món này rang măng chua, nước măng chua nhé các bạn nhé. Để giới thiệu các bạn. Gia vị của mình sẽ cho một ít sả này. Đấy, cho sả nhé các bạn nhé. Xong là lá chanh này. Đấy, một ít tỏi nữa, muối mì chính. Bác bẻ tỏi ra trước à? Ừ. Xong một ít nước măng chua nữa. Măng chua. Măng chua chua. Quá. Đây, bây giờ mình sẽ thái lá chanh trước các bạn ạ. Thái sả mình sẽ thái kiểu này đâu. Đấy.
À, thiếu đang thiếu mấy quả ớt nữa các bạn ạ. Tí mình sẽ hái thêm một ít quả ớt nữa. Tỏi này các bạn. Đập nhá. Đây hai quả ớt nữa các bạn ạ. Mình cũng thái lát thôi các bạn nhá. Đang lấy cho bố một cái bát nào. Như vậy là gia vị của mình đã chuẩn bị xong các bạn ạ. Đây. Mình sẽ để gia vị vào trong này, xong là vào trong nhà rang con ấu trùng con ve sầu hay còn gọi là con ve sữa nha các bạn nhé. Nó có hai cách gọi riêng. Ve sữa. Ừ, con ve sữa. Tức là con non của nó chưa lột xác. Rồi vào trong nhà rang thôi con. Đi rồi, bây giờ hàng đang mang vào trong nhà các bạn nhé. Còn bà thì đang làm món cá, hôm nay bữa trưa của mình là có thêm cả món cá nữa. Bắt thả xuống dưới gầm sàn. Đấy, xem đi. Đây, xem cá hay voi chơi đây. Voi vắt cá trong chậu. Dài lại của con cá ấy. Và trong thỏ. Nóng quá. Nước măng chua này các bạn, mình sẽ cho một ít súp vào. Để cho nó tan, nó ngấm đều với con ve ấy. Ừ, cất đi. Đấy. Giờ mình sẽ đổ cho vào con ve sầu này các bạn. Đấy. Đấy. Xong là mình sẽ rang bằng cái chảo này nhá. Đấy, đổ vào đây. Đây. Đây mình phải đun như thế này để cho nó hết hết nước đi các bạn ạ. Cho nó hết nước xong mình rang cho nó giòn ấy thì mình mới cho gia vị vào các bạn nhá. Quả bầu à? Đẹp không? Đẹp. Thế à? Thích không? Lúc nữa là cạn nữa thôi các bạn ơi. Nhìn đẹp không các bạn ơi, nhìn thấy nó phồng lên này. Rất là đẹp luôn. Ê, con này to thế. Nhập ăn con này không? Nhập thì không thích ăn con trùng các bạn ạ. Ít khi thấy nó ăn lắm. Đây là món sở trường của bố rồi. Cả Hằng đấy gì? Hằng thích ăn đúng không? Con này là mình phải cho nước măng chua vào mới ngon. Không có nước măng chua không ngon. Đấy, bây giờ đã cạn nước nha các bạn nha. Do mẹ của Hằng không thích ăn mớ nên là mình không cho dầu ăn các bạn nhé. Cả bà này cũng không ăn mớ. Sắp chín rồi các bạn ơi, thơm lắm rồi. Sắp được rồi, chín thì nó chín rồi đấy, nhưng mà mình muốn cho nó giòn một tí các bạn ạ. Đấy, chuyển sang màu này đẹp, rất là đẹp này. Xem nó không chơi nhé, tay nhé.
xem nó nhé. Đấy, con vui giỏi lắm nhé. Hôm chơi à đấy. Đấy, xem nó thôi, nó uống nước đấy. Đủ tầm rồi đấy, chắc đủ tầm rồi, kiểm tra cái đã. Cho đẹp đi nướng, nướng bón đẹp nhá. Cho đủ cho nó. Thơm quá. Sướng lắm, rất là bùi luôn. Còn chưa cho gia vị đấy, mấy cho súp rồi, nước mắm chua rồi. Bây giờ đủ tầm rồi, mình sẽ cho gia vị vào ngay nha các bạn nhá. Đây gia vị của mình đây này. Đấy. Đây. Quá thơm luôn đấy, rất là ngon đấy. Sắp được đấy, thơm quá nhỉ, cho lá chanh rồi. Mùi mùi rồi. Rang kiểu này mình cứ thích cho nó cháy một tí nó mới có mùi thơm các bạn ạ. Nên nó hơi xém đen lại một tí. Nếu mà các bạn ăn dầu ăn mớ ấy thì khi mình chuẩn bị cho gia vị vào ấy thì các bạn cho một ít mớ thì rang nó sẽ được đậm đà hơn. Nhưng mà mình thì không thích. Thì mình cho thế này thôi. Thôi được rồi, bỏ xuống thôi. Ây da, xong rồi, đã xong món này nhá. Thơm quá. Ý, nhiều bảo không thích ăn con ve sầu bây giờ ăn này. Nóng à? Nóng, có ngon không? Ngon. Thế tí có ăn không? Có. Ây, hấp dẫn chưa các bạn ơi, này. Hả? Rất là giòn đấy, nhìn. Thơm lắm, ngon lắm ấy. Bùi bùi ăn ngon á. Con thấy con ăn bắt hai con ấy. Thế à? Có ngon không? Có. Đầy quá nè. Tí múc sau nè. Đó ăn thử là Hằng ơi. Xem chế biến kiểu này có ngon không? Sao sáng hết à? Ừ, cho nước mắm chua. Thế thì nhất quả đất rồi. Ngon. Ngon rồi xem nào. Còn cầm kéo nữa. Thì mới hảo á. Còn béo ấy rồi. Con còn bé nhỉ. Có con to ấy, không béo lắm. Không, cái này là loại bé mà chú. Không phải loại. Con tôm có con nhỏ. Nhìn nào nó bỏ. Nào phóng ăn đi. Ngon thế. Ngon thế này nhỉ, ăn đấy. Đây, bữa cơm của gia đình mình hôm nay này. Có bát kia là bát nộm mà đói cây chuối các bạn ạ, ăn cho nó mát. Xong là cá nướng này, một ít đỗ kia nữa thôi. Xong một tí con ấu trùng, con bè sầu ấy, con bè sứa kia mình rang. Đây. Không nên nó nhảy. Đúng rồi, tuyệt vời. Nhập ăn được nhập. Hơi cay đấy. Ngon nhất, ngon nhất đấy. Ai bảo ăn nhanh quá. Ngon nhất của nhà bò đấy. Ngon nhất của nhà bò đấy. Không, thực ra đào thì tầm khoảng 30 phút, 40 phút gì đấy thôi. Đâu, mình ăn thử này các bạn ơi. Đây, phải dùng thìa xúc cho nó sướng. Đây này các bạn. Kiểu như mình nướng trên than luôn ấy, mình rang kiểu này nhé các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Ôi nhiều quá nhỉ, ăn từng con một thôi. Con mà nó nhiều lắm. Ô, rất là bùi các bạn ạ. Và thơm của xả với đá chanh rất là thơm luôn. Ngon nhỉ.
Hơi cay cay. Tiên tay bác. Cay chứ anh, bố cho ớt mà. Ăn cân trùng nhét rồi. Gói lá nướng còn ngon thế nhỉ. Hôm nào mình làm món gói lá nướng nha. Cái này chắc ngon. Cái này nó khó thế, nó phát phát mất. Gói cá. Đây món gói cá. Cá nướng các bạn ạ. Cá rô nướng. Sở thích của Hằng đúng không? Anh vẫn khoái món này nhất rồi, hôm nay. Rồi, mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và các bạn hãy ấn đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn.